Xin chào cả nhà. Lời nói đầu tiên cho Hận Vlog 1990 xin chúc cả nhà một ngày mới thật nhiều sức khỏe và thành công trong công việc nha cả nhà. Đây là đồ nghề của Hận. Hai cái bẫy xe cua 18 con chuột với dưa leo. Đây là lúa này, cả nhà ơi. Lúa. Đây, cái luồng bẫy hôm nay có 20 cái nha cả nhà. Với hai chú lưới Hận cuộc là bó vậy nè cả nhà. Đây là quang cảnh của Hận bẫy trong đây nè, rồi Hận tới cái lọc rồi luôn, rồi Hận tới cái luồng bẫy rồi để Hận quay vô cái đầu tiên cho cả nhà xem nha. Hận không quên chúc cho mấy anh chị đồng nghiệp thăm bẫy mấy cái cây mưa đầu tiên này, đầu mùa đó cả nhà, chúng bể tay nha cả nhà. Rồi để Hận quay clip những cái mà cái bẫy mà nó dính đó nha cả nhà. Hận sẽ quay lên chia sẻ cho cả nhà xem nha. Đây Hận có đặt trong đây một cái, với bên kia đó một cái, là hai cái. Chạy gần cây số rồi đặt hai cái này cả nhà ơi. Rồi Hận sẽ vô quay cho cả nhà xem luôn nha. Lần đầu tiên Hận đặt trong đây nè cả nhà ơi. Cái này cứ gọi nó mất chuột đó cả nhà. Cái này không có dính cái gì không. Rồi chắc còn chuột luôn cả nhà. Lạp nó trống trời trong quắt này nè. Chắc còn chuột nè. Rồi em chuột chạy ra chào luôn cả nhà. Rồi để Hận bỏ lúa vô cho nó ăn cả nhà. Cái thứ hai Hận đặt đây luôn cả nhà ơi. Hai cái bên đó là không chạy cả nhà. Rồi qua cái này. Còn hôm nay sẽ bên cạnh cái này chứ nè. Dính hôm nay. Ồ có phần rồi cả nhà ơi. Cả nhà phân rồi cả nhà. Con nghe đầu hôm luôn. Nó có lọc nó méo mó để không chết rồi nè. Rồi. Em hình ba cả nhà ơi. Thấy hả? Gì mà thấy nè cả nhà ơi. Này nó chá mặt trời quá không thấy cả nhà. Em hình ba. Để lát Hận bắt ra Hận quay cho cả nhà xem nha. Hai cái đựng con cả nhà. Rồi đây Hận đặt lọc xe cua vô rồi. Khi nào Hận bắt Hận quay cho cả nhà xem. Hận có đặt dưới này một cái cả nhà ơi. Chạy không đây. Mới quắc kìa. À có phần cả nhà ơi. Phần nó nằm trên cả nhà. Này. Lớn không đây. À hình này cả nhà. Nghe hình này cả nhà. Tụi có thay cỏ vô trời bây giờ không dọn thấy ngó này. Đây đây. Lát Hận bắt ra rồi Hận quay chia sẻ cho cả nhà xem nha. Hận đặt cái đây một cái nè cả nhà ơi. Dính gì đây. Này cứ rồi cũng mất chuột nè cả nhà. À có lúa em à. Lúa em ngày mấy hôm. Ê có phân cả nhà ơi. Phân nhanh xanh nè. Ồ, phân này cả nhà, phân cái này nè. Một cái chuột nhỏ rồi.
cui hà. Em hình gì cả nhà, con này tầm ba lạng quá, ba lạng ngoài gì quá. Ồ, để hẳn ba bạn kia bắt ra cho cô chú anh chị các bạn xem nha, cho cả nhà mình xem nha. Đây hẳn bắt rắn luôn cả nhà ơi. Tầm ba lần ngoài rồi cả nhà, ba lần rưỡi vậy. Ba lần hai vậy con này. Cái này 4 lạng cả nhà ơi. Tính nãy hành ba con đựng con mà con này cũng nhìn luôn cả nhà ơi. Con này bự nhất. Bự nhất con kia. Hận thăm nó có dính này, hận quay lên chia sẻ cho cả nhà xem nha. Đặt cái lên cái cả nhà ơi. À có phân cả nhà ơi. Phân đây. Nhỏ đây như đây. Ồ, hình ba quá cả nhà. Ồ, nghe em hình ba cả nhà ơi. Quá trời chói đi. Nó quá trời chói không thấy luôn rồi. Thấy cả nhà. Nãy hận thăm cái bên kia dính được con hình ba nó gần nhà quá hận không có quay được. Lát hận bắt ra cho cả nhà xem nha. Để hận đặt cái lạp xe cua lại. Đã bắt hai hành luôn cô chú anh chị ơi. Con mới dính nè. Ba chú anh chị ơi. Khoảng 200 mấy gram đó chú anh chị. Quá trời nắng rồi cả nhà ơi. Trời mưa rồi mà nắng hét quá trời luôn. Con nào ở trong ngoài ra một chứ anh chị ơi. Ba nhì hai ba ngắn đi thăm nữa có dính thằng quay chia sẻ cho cả nhà xem nha. Không có đặt cái này một cái nè cả nhà ơi. Này có hỏm vô rồi sao rồi không biết ra đường nào mà phân đóng trong cái bẫy mà không thấy gắn. Ồ, hôm nay có vô lại cả nhà ơi. À, phân đóng luôn nè. Con này chắc con sảy hỏng quá. Không cả nhà, phân nè. Đi xuống đây.
thành ba cả nhà ơi, như hai con hay vậy. Hồi nãy thằng bắt ra rồi thằng quay chia sẻ cho cả nhà xem nha, thằng đặt cái này một cái cả nhà ơi. Quá trời nắng rồi cả nhà ơi, nắng chiếu chiếu luôn nè, chín gì không đây, chỉ rồi chết chuột cứ này sao đây. Ôi không thấy phân mà lấy lúa ém ra ngoài hôm quá trời luôn cả nhà ơi, lúa chuột ém hay là con rắn ém đây nữa, không thấy phân cái xuống rồi chứ. Ôi nặng nặng cả nhà ơi, hành đi trời, hành đi hành rồi dọn cả nhà ơi. Giờ anh này 7-8 lạng á, lâu lắm mày không có hành nhất nữa chứ. Rồi để lát thằng bắt chung với con hành nãy đó rồi cho cả nhà xem ngay cả nhà. Thằng bắt mấy rắn luôn cả nhà ơi, ngày nãy thấy chạy hai con rồi cả nhà, hai hành ba, thằng bắt luôn cho cả nhà xem. Nãy thấy hai cái đầu á cả nhà, thằng nhỏ không à, nó bự, thằng hành ba nè cả nhà, như đây nè cả nhà. Bắt con hôi dọn ra, thằng có 8 lạng cả nhà, cả nhà. Bây giờ mới 8 lạng con này. Hận thăm có dính, hận quay chia sẻ cho cả nhà xem nha. Đây cái cả nhà ơi. Ồ. Có phần cả nhà ơi. Ba cả nhà, sắp cái lọt rồi, còn cái cỡ hai trong ngoài ra cả nhà, để hơi hận bắt rồi hận quay chơi cho cả nhà xem nha. Hận đặt cái lên cái cả nhà, ô, lúa ém vừa leo ém luôn cả nhà ơi, con suối nha trời, đi nặng cái gì, ô, hết biết con hổ dạ này cả nhà. Giờ này tầm ký nha cả nhà, em quay cho cả nhà xem. Đây tầm ký, ký ký mốt gì quá, quá trời nặng luôn rồi. Nãy hận thăm có cái nó chạy hai mươi hành đó mà gần nhà quá mà không có quay nữa cả nhà ơi. Nó hận bắt ra hận quay cho cả nhà xem nha, hận bắt mấy rắn luôn cả nhà ơi, dọn cho trước nãy chạy hai con hành đó mà sát nhà quá trời luôn, hận không dám quay nữa. Ủa, nó hung rồi. Quá chặt áp rồi.
cả nhà. Con này tầm ký ký 2 cả nhà. Dặn bự lắm. Hai em dặn. Ký ngoài 2 ký rồi đó cả nhà. Hai con. Mấy em hành đây. Nhắn giờ đặt gần gần nhà mới chạy không cả nhà ơi. Thằng ra dính không dám quay nữa. Hình như hai con hay vậy. Có hai con thiệt, có hai cái đầu, đây nè, hai con. Thì mưa chạy gắn cặp không mà không được lớn cả nhà, không gài lâu lắm mày không có chạy hàng nhất cả nhà, mini gì không à, với hàng ba, trời ơi không có vô mà còn ra nữa. Gì vậy? Quá trời quá rồi. Còn có 3 cái nữa là hết rồi cả nhà ơi. Hết còn 20 cái hôm nay. Hai con nó vậy á. Hai con mà có con hành mini. Đủ trọng lượng không? Ồ, con này đủ rồi. Hành 3 cho nên cả nhà ơi, hai con hành 3 không? Con này nhỏ quá. Con này nhỏ quá hơn thả cả nhà. Con này có 100 g gì. Để yếu 100 g đó. Hơn thả cả nhà ơi. Đi đây, kêu anh chị mà lại, kêu cha mẹ mà lại. Mày nhỏ quá, thả mày đó. Quá nhỏ. Ăn đi giờ mau mau chống lớn nha. Mày vô lập anh cho đi ra chợ. Anh cho đi tham quan du lịch. Đi thành phố rồi, vô nhà hàng rồi. Thì hẳn đi thăm nữa, 3 cái cuối nữa mà có cái dính rồi hẳn quay chia sẻ cho cả nhà xem nha. À, sao không cho đi mà bò vòng vòng đâu đây còn vài gì nè, đường đi này nè, xuống đó với mấy kinh nè. Ô quá trời chui vậy, xuống đây nè, đó có lá chui mất tiêu liền rồi, chui lá núp rồi. À, còn 3 cái là hận thăm đây rồi, có dính là hận chia sẻ cho cả nhà xem. Hận thăm không có dính hả cả nhà ơi. Đây hận đặt cái này cái cuối cùng nè. Quá quá trời phân cả nhà. Hận đưa lên thôi. Ồ. Hít bự nữa, quá trời phân. Con này chắc phân hành. Hành này rất nhỏ, nhà cây à. Thì được nha. Em hành 3 cả nhà. Để về nhà hắn bắt ra đi rồi hắn kết thúc clip cả nhà. Em hành 3. Hắn đi hồi cũng về tới nhà cả nhà ơi. Hắn bắt rắn này ra cho cả nhà xem nha. Quá trời nắng rồi cả nhà ơi. Con này chắc ở trong ngoài 200 g rồi cả nhà ơi.
Hận được hôm nay được như đây cả nhà ơi. Ai cả nhà thương mến Hận thì cho Hận một like và lượt đăng ký kênh nha cả nhà. Cái này có 2 ký ngoài với cái này ký ngoài 2 ký cả nhà ơi. Con hổ dạ nè. Để cho Hận kết thúc clip đây luôn cả nhà. Bye bye cả nhà. Hẹn gặp lại những clip tiếp theo của nhà. Bye bye.